Lời đầu tiên thì cho số phụ kiện BCB giá rẻ em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu đến cho các bác bốn cái mẫu bơm tay cá đa được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều các bác nhé. Thì các bác nào mà chưa có bơm này hoặc là bơm hỏng bơm lỗi mà các bác muốn tham khảo mua các mẫu bơm tay cá từ hàng bình dân đến mẫu bơm tay cá hàng cao cấp thì các bác cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay nhé, để có thể lựa chọn cho mình một trong những chiếc bơm tay cá bên em các bác nhé. Và đặc biệt khi các mua bơm tay cao áp trong video này của em thì giá bơm cao áp sẽ cực kỳ là rẻ và phần quà tặng sẽ cực kỳ là giá trị các bác nhé. Thì em sẽ bỏ ra 5 cái chiếc laser đầu đạn đấy, 5 cái chiếc laser đầu đạn xịn sò như này để tặng cho 5 bác khách hàng may mắn nhất và điện đến shop sớm nhất các bác nhé. Laser đầu đạn này bên shop em đang bán với giá là 260.000 đồng một cái, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Laser đầu đạn này có kẹp dây 11 và kẹp dây 20. Các bác không lấy kẹp dây thì có kẹp nòng các bác nhé. Cái này có chỉnh lên, chỉnh xuống và chỉnh sang trái, sang phải các bác nhé. Laser đầu đạn này hết pin, mình có thể sạc điện lưới 220V. Một chiếc laser đầu đạn này thì chuyên để các bác bắn ban đêm thì ben cực kỳ là chuẩn các bác nhé. Tia thì cực kỳ là bé đấy, phần quà tặng thì cực kỳ là giá trị. Đấy thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái mẫu bơm tay một, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác một chiếc bơm tay, đó là cái mẫu bơm tay đồng hồ bé các bác nhé. Đồng hồ 40mba này, chân cánh én thì không gấp, lọc thì lọc bé. Mẫu này thì dùng cho các bác mới chơi này, hoặc là các bác chưa điều kiện kinh tế dư giả, hoặc là các bác chơi truyền thống thì mình nên tham khảo một chiếc bơm đồng hồ bé lọc bé này các bác nhé. Giá tại thời điểm hiện tại bên shop em đang bán với giá là 550.000 các bác nhé, 550.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đấy, tất cả các bác mua hàng bên shop thì các bác sẽ kiểm tra đúng không? Đúng sản phẩm thì các sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu bơm tay thứ hai. Mẫu này bên em đang bán thì cực kỳ là chạy, đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều bởi vì giá nó cũng cực kỳ là rẻ và chất lượng nó đem đến thì cực kỳ là tốt các bác nhé. Đến từ thương hiệu SB con báo con hổ các bác nhé. Chân thì là chân cánh én để các bác gấp, các bác đút ba lô đi rừng đi phượt đúng không ạ? Và phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 50mba, đồng hồ dầu xịn sò như này các bác nhé. Lọc thì sẽ lọc to màu đen, thân bơm inox 304, tay cầm thì chống trơn chống trượt như này các bác nhé. Thì một chiếc bơm cao áp đồng hồ to lọc to bản đặc biệt thì em vẫn bao áp cho các bơm tầm độ 300 đến 320 cân, cực kỳ nhanh và cực kỳ nhẹ các bác nhé. Thì một chiếc bơm cao áp đồng hồ to lọc to bản đặc biệt thì giá tại thời điểm hiện tại bên shop em đang bán giá là 800.000 các bác nhé, 800.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Phụ kiện đi kèm sẽ đầy đủ như trên hình đây các bác nhé. Một cái cà lê đa năng này để các bác tháo lắp bơm các nhé, và một túi bông lọc ẩm này. Bông lọc ẩm này mà khi các bác vào bơm nhiều thì mình nên thay định kỳ ở cái đầu vòi hơi này để nó chống hơi nước vào bình mình cực kỳ là tốt các nhé. Và những cái bông lọc ẩm này các bác có thể vắt kiệt đi, các bác phơi khô thì mình có thể tái sử dụng các nhé. Và một lọ dầu bôi trơn này, và trong này sẽ có những gioăng sim và cái đầu ốc test bơm, đầu bơm xe đạp xe máy các bác nhé. Đấy, những phụ kiện đầy đủ khi các mua bơm tay cao áp nào cũng như thế các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu bơm thứ ba. Mẫu bơm này thì cực kỳ xịn sò. Đây, hiệu VIP. Thì mẫu bơm này là mẫu bơm VIP hiệu Hàn Sư Tử các bác nhé. Made in Japan, hàng Nhật các bác nhé. Chân thì là chân cánh bướm để các bác gấp, các bác đút ba lô đi rừng cực kỳ là tiện đúng không? Đằng sau sẽ có một cái bầu lọc cực kỳ là to, gió sẽ hút từ đằng sau này vào và đi qua lớp than hoạt tính và sẽ đi qua dây bơm và vào trong bình của mình các bác nhé. Thì một chiếc bơm VIP hiệu Hàn Sư Tử này thì hàng cao cấp, các bác bơm cực kỳ nhanh và cực kỳ nhẹ. Mẫu bơm này thì em bao áp cho các bơm tầm độ 300 đến 350 cân, cực kỳ nhanh và nhẹ các bác nhé. Tiền nào của ấy rồi các bác. Thì một chiếc bơm VIP hiệu Hàn Sư Tử này thì giá tại thời điểm hiện tại bên shop em đang bán với giá là 1.200.000 các bác nhé. Bơm VIP hiệu Hàn Sư Tử là 1.200.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Hoặc là các bác nào mà đi rừng nhiều, hoặc là các bác muốn cao cấp hơn, muốn bơm nhẹ mà bơm thì cực kỳ là bền thì các bác nên tham khảo một chiếc bơm tay Seezongsi này các bác nhé. Chiếc bơm tay Seezongsi này thì chân thì là chân cánh bướm không gấp được, bầu thì sẽ đúc bằng nhôm nguyên khối các bác nhé. Đồng hồ sẽ là đồng hồ 40mba, đồng hồ có phản quang các bác nhé. Lọc thì là lọc cực kỳ là to. Đấy, thân bơm của cái mẫu bơm tay Seezongsi này thân bơm cực kỳ là dày, sẽ ba lớp các bác nhé. Bơm các bác mà bơm cái mẫu bơm tay Seezongsi này thì bơm sẽ cực kỳ nhanh và cực kỳ nhẹ. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì sẽ cực kỳ bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Thì một chiếc bơm tay Seezongsi này thì em bao áp cho các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân, cực kỳ nhanh và nhẹ, các bác dùng vài năm không giờ lo hỏng hóc vặt các bác nhé. Đấy thì chiếc bơm tay Seezongsi giá tại thời điểm hiện tại bên shop em đang bán giá là 1.900.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về 6 cái mẫu bơm tay cao áp em sẽ
báo giá lại một lần nữa để các bác cùng tham khảo các bác nhé. Một chiếc bơm cao áp đồng hồ bé lọc bé thì bên số em đang bán giá là 550.000 đồng. Một chiếc bơm cao áp đồng hồ to lọc to bản đặc biệt hiệu SB giá là 800.000 đồng. Một mẫu bơm thứ ba là mẫu bơm VIP hiệu Hai Sư Tử giá là 1.200.000 đồng. Và cuối cùng là một chiếc bơm tay CNC là 1.900.000 đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Thì đó là về 4 mẫu bơm tay cao áp từ hàng bình dân đến mẫu bơm tay cao áp hàng đắt tiền thì em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm tay nào, các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp cái số điện thoại bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm tay cao áp BCB, giá thì cực kỳ hợp lý và quà tặng thì cực kỳ là hấp dẫn các bác nhé. Một video em làm rất chi ngắn thôi, thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.